Sáng ngày 15 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công bố tiếp nhận Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an, giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh ngay khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi công bố, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ vui mừng khi tiếp nhận Đại tá Mai Hoàng về nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Nhận nhiệm vụ tại thành phố Hồ Chí Minh, tân Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh Mai Hoàng cam kết sẽ cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an thành phố, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đại tá Mai Hoàng sinh năm 1979, quê huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Đại tá có học hàm cao cấp lý luận chính trị, tiến sĩ, từng tốt nghiệp trường Trung học An ninh Nhân dân 1, nay là Cao đẳng An ninh Nhân dân 1. Năm 2000 công tác tại đội cảnh sát hình sự công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Tháng 4 năm 2004 công tác tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sau đó năm 2012 giữ chức đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Mộc Châu. Tháng 9 năm 2013 làm phó trưởng công an huyện Vân Hồ, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra. Sau đó tháng 12 năm 2014 giữ chức phó trưởng phòng cảnh sát hình sự. Đến tháng 12 năm 2016 giữ chức trưởng công an huyện Mộc Châu. Tháng 4 năm 2020 giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an. Tháng 12 năm 2020 được Bộ Công an quyết định thăng cấp hàm từ Thượng tá lên Đại tá.